cố gắng check góc đến từ checking. Và bây giờ có vẻ đã nhìn ra Gloom rồi. Gloom đổi được một và sẽ đổi được thêm mấy mạng đây. Vị trí đã lộ ra và không thể đổi thêm bất cứ mạng cục nào nữa đến từ Gloom. Thêm một thiệt hại dành cho đội bên phía team Attack on Around. Còn đây sẽ là câu chuyện giữa các thêm bên Bảo Nam và đội cùng với đó Titan Fire. Những tụng xe tạm thời là chưa ổn đến từ Glory. Nhưng Ranzik cũng đang có những nổi máu. Ôi, một tình huống một ra khỏi xe, Ranzik sấy nóc đi Sapao. Nhưng Glory cover là tốt rồi. Và quả nét này sẽ confirm thành công vị trí của Ranzik. Về lâu về dài thì đây không phải là một dấu hiệu tốt, vì hoàn toàn họ có thể đụng độ với nhau và tạo ra những tổn thất cho cả hai bên. Nhưng đang chờ sẵn đội hình của Alter Ego và ngay lập tức thì có hai người nằm xuống. Đức Hiếu kết hợp với Jun quá hoàn hảo trong tình huống xử lý này. Và T-Day cũng như là Anang TP đã nằm. Cũng chủ động đó là Rai đến bộ đôi bên phía team Alter Ego. Bây giờ thì vị trí đã lộ ra và tiếp tục đánh trả Smoke và cố gắng tác sang thêm cả thêm bên phía Thiên Tôn Phai nữa. Và nên nếu một điều Thiên Tôn Phai cũng chỉ còn lại hai người mà thôi. Đây là một tiếng cố gắng di chuyển vào nhà của đồng đội của mình nhưng không được đến từ bộ đôi bên phía team Bảo Nam. Z từ đông nắm chính mình ạ và cố gắng đẩy sang đến từ Norik. Và bỗng dưng từ tiếng 3v3 thì còn lại đó là 3v1 đến từ Bảo Nam. Chỉ còn lại một mình chứ Mad Dog thôi. Và thêm một lần nữa vòng bò gọi tên đầy chết game mình. Nhưng Mad Dog sẽ đổi được thêm mấy mạng đây. Lượng máu là quá yếu. Và đó là ba mạng đem về dành cho đội hình bên phía Unicorn Phoenix Đà Nẵng. Yenker có vẻ như sống rồi. Glory đón. Người nốc vào 1-2-3-4 lại là Norin đến từ bên phía đầy chết. Và họ có được điểm kill này cân bằng cái số điểm với bên phía của Unicorn Phoenix Đà Nẵng. Bảo Nam có đang giao tranh với bên phía ANX rồi. Và bây giờ thì Bảo Nam thất bại do là những người yếu nhân sự hơn. Một mối nghiệt duyên dành cho Unicorn Phoenix Đà Nẵng và đầy trên. Team Liz tận dụng góc đứng vừa rồi gây ra được rất nhiều sát thương lên đội hình Unicorn Phoenix Đà Nẵng trước tình huống giao tranh. Luxury Esports, The Expandable, Unicorn Phoenix, ba đại diện đến từ Việt Nam là ba đội tuyển vừa mất người. Và đây không phải là một tín hiệu tốt đâu. Team Liz tiếp tục tìm ra những khu vực xung quanh. Jun đã có thông tin và bây giờ thì anh ta bắn. Người muốn chạy ở ngoài là Bad Red, anh ta nằm ngay lập tức. Jun có điểm cục đầu tiên, anh ta quay lại nhưng đã bị One Non chặn đầu. Một quả nét thả thẳng chân thì không có cơ hội nào dành cho Jun cả. Lê Viết đổi mạng là kịp thời và đó là điểm cục rơi vào tay của Unicorn Phoenix Đà Nẵng. Tôi đánh giá đây vẫn là một dấu hiệu tốt cho chúng ta. Một quả nét được trả ra, hãy nhìn cách nó bay. Và nó bay rất đẹp, phát nổ trên đầu của checking. Nhưng sát thương vẫn là thiếu, Leon cũng yếu máu lắm rồi. Thêm một quả nữa và nó đẩy bật ngược sang phía bên cánh trái. Niu ném nét quá ảo và checking có nguy cơ đi tầm người đồng đội của mình ngay thôi. Và double kill cho Niu. Nam Xiao nằm xuống ra outside play zone để mọi người ta không đuổi với bất kỳ một ai cả. Tiếp tục muốn đẩy ra, Jun đã hạ cùng được vị trí của Shinvi rồi. Thêm điểm knock out khi mà Extraordinaire cũng đã tới khu vực này. Đây là cơ hội để cho The Expandable có thể ủi vào, nhưng đó không phải là một dấu hiệu tốt dành cho chúng ta. Chu cò cốp ở phía bên trong căn nhà gỗ nhỏ nhỏ này, top 12 cho NRX. Đây chết, lại là đây chết, họ đem về cho mình tụng knock out đối phương. Nhưng mà Senzo có vẻ như cái tiểu này đã khởi sắc hơn rất nhiều. Unicorn Phoenix nặng nó mất cho mình đó là một người và đang bị knock thêm một player nữa. Đội hình bên phía team Blitz ngay lập tức confirm đến vị trí đạt blue. Công vào là không được, rất khó khăn đến từ đội hình bên phía team Unicorn Phoenix nặng và chỉ còn lại một mình tên Hùng Vô Địch mà thôi. Hùng Vô Địch đã từng làm được nhiều hơn trước đây. Và Unicorn Phoenix Đà Nẵng cũng như là bên phía của The Expandable thì chẳng lạ lùng gì nhau nữa. Một quả nét không chính xác hơn là một quả lửa đốt rất đau và Đức Hiếu nằm máu, anh ta nằm xuống luôn. Điểm firm kill và đồng thời cũng là điểm knock out dành cho anh chàng Hùng Vô Địch. Team Blitz bớt hai người khi phải chịu sát thương đến từ hai đội tuyển khác nhau và top 11 cho Luxury Esports khi họ kẹt lại phía bên ngoài vòng bò quá lâu. Sẽ xuất hiện chính xác hơn là vòng bò thứ 6, nó lấy tâm vào khu nhà của Team Blitz. Đây chết gaming vẫn đang trong bò. Team Blitz cũng làm điều tương tự nhưng ở đây thì Levit ngay lập tức kết thúc đội hình Unicorn Phoenix Đà Nẵng rồi. Hơi khó khăn dành cho Dine, còn Nin thì đang có tiếng bắn cover đằng sau nhưng Đức Mỹ đang có tiếng đi mò và mò sắp ra đối phương rồi nhưng mà Đức Mỹ lại và nằm xuống trước một lần bắn đến từ Nin. Headshot luôn với khẩu M4 và confirm thành công rồi. Rock vẫn đang giữ chắc lại góc này và khi vòng bó tới chúng ta sẽ thấy hai player của Terraton 5 ra đi. Top 8 cho T5, nếu cũng đã knock out được Tam Thất rồi. Đây là một cái điểm lùi nho nhỏ cho đội hình của The Expandable. Họ vốn dĩ đã ít người, giờ đây lại còn đúng một người có thể cầm súng chiến đấu thôi. Thêm đồ được dã lên, Jacob mũ ra vỡ hết cả nhưng anh ta vẫn đang cố gắng câu kéo những cái thời gian những người vợ của mình. Thêm đồ trả vào để phá thế trận. Ta thấy rằng nhấp nhả là rất khó chịu nhưng đội hình bên phía The Extraordinaire công vào chỉ để chơi kiểu sống cộng sinh nhưng không được rồi. Mirage đẩy ra và đó là cái double kill gọi tên Mirage.
Bây giờ thì các thành viên bên Extraordinaire cũng chỉ còn lại một người, và quả nét vừa rồi đến từ Steel ngay tức nốc đi vị trí Equalusia để dành cho đội hình bên phía team Made in Thái Lan. Bây giờ sẽ đưa tình huống về, đó là 2v2. Made in Thái Lan khó tình huống kéo như này. Đây thôi xong, chỉ còn lại một player đến từ đội hình bên phía team Central, và Steel lùi về là kịp để cứu lại người đồng đội của mình. Vừa rồi không còn quá nhiều đạn interrupt và anh ta không tự tin mình có thể hạ gục ngay đối phương và chủ động lùi lại, nhưng sau đó vẫn là những điểm knock out. Mirage đã nằm rượu xuống của Pucci rồi, và thậm chí còn có thêm cái Himat đến từ Spread Esports bắn sang hỗ trợ cho nhau dựng dậy người đồng đội của mình. Himat sẵn sàng cho một tình huống để bắn cover cho Hisaki rồi, và đó là quả nét đầu tiên knock out được vị trí của Steel. Lợi thế về người vô cùng nhiều cho đội hình Spread Esports, và người cuối cùng là Càng cố gắng bỏ chạy 32 máu bay đi. Thêm một quả nữa thì tôi nghĩ Càng khó lòng có thể xử lý được trong tình huống này. Quả nết trả vừa rồi nó vẫn ở bên ngoài, nhưng quan trọng nhất đó là Made in Thái Lan mất đi cho mình cả hai người, và đó top 6 thành họ. Trước đây chết game mình, còn ở đây thì Tam Thất có tính knock out đối phương thật đấy, nhưng Six Win đổi mạng của đội mình rất nhanh chóng, và đó là top 5 dành cho giới Expendable. Và có vẻ như kịch bản đang rất giống như ngày thi đấu hôm qua rồi. Đó lại một lần nữa gọi tên đầy chết game mình, chẳng khi tôi đang thấy rằng Extraordinaire còn một Cerberus có thể cứu lại cái đồng đội mình, cơ hội sẽ là có. Còn team Extraordinaire lại ngay lập tức Monty còn đang yếu máu nữa cơ. Thật sự là vô lý, nhưng bây giờ thì Bomot đang liên tục có những tình huống transfer spray, và anh ta rất nhiều được vị trí của Hisaki rồi. Iman cũng bị knock out do Pucci, và Solo G thì quá yếu máu, ai cứu được Solo G đây? Một viên bắn còn không trúng thì hết cơ hội rồi, chúng ta sẽ tiếp tục mất người thôi. Top 4 cho Cerberus Esports. Vô lý thật sự. Kịch bản, một kịch bản mà nó hoàn hảo hơn cả phim của Marvel. Tôi cũng hiểu vì sao đây chết game mình vẫn có thể sinh tồn được ở trong tình huống vừa rồi. Mà New góc nằm là quá trí. Trong tình huống này thì thôi xong, bắn lỗi đến từ Monty. Nhưng mà cuối cùng thì New cũng đã phải ra đi, và bây giờ sẽ là câu chuyện 4v4. Và nếu theo thời gian thì tôi không nghĩ đây là một cái bước tiến nó quá tốt cho đội hình team Blitz đâu. Họ cần phải làm điều gì đó thôi. Trước mặt Sigrin đã có người chờ sẵn, và bây giờ thì anh ta hạ một người đầu tiên, đó là Pucci rồi. Flash cũng đang chạy sát thương lại, nhưng ta tạm thời vẫn chưa hạ một người. Ibel vẫn đông vào được vị trí của Sigrin, và đó là hai mạng tiếp tục cho cả hai bên. Bên phía Daytrade đang là những người có lợi thế với người hơn, vì từ đầu họ đã có 4 và top 1 cho Daytrade với 11 kill.